Rồi. Như vậy chúng ta bắt đầu học này. Thì các bạn chú ý lớp này là lớp mà là thầy nói rồi là hoàn toàn nâng cao, cho nên là các con thầy hiểu các con là phải biết tất cả mọi thứ về Scratch rồi nhé. Cho nên là thầy sẽ không nói lại phần lý thuyết của Scratch nữa. Chúng ta đã biết hết rồi, lệnh làm biết hết rồi. Nhưng mà nếu trong quá trình mà thầy nói với con lệnh nào mà chưa hiểu thì con có thể nói là thì thầy hỏi thầy cái trả lời nhé. Nhưng mà thầy hiểu rằng là cái đây là cái trình nâng cao, cho nên là toàn bộ tất cả cái phần mà lệnh con là thạo rồi nhé, thạo rồi, và thầy sẽ chỉ nói, chỉ mô tả lệnh thôi, mô tả thuật toán thôi, chứ không mô tả là lệnh gì nữa nhé. Được rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu học vào những cái phần để vẽ hình. Rồi thế bây giờ thầy mà thầy sẽ bắt đầu bằng gì nhỉ? Thầy sẽ bắt đầu bằng những cái thầy bắt đầu bằng một cái bài tập, mà một cái bài tập mà cũng không phải đơn giản lắm, nhưng mà cũng đơn giản thôi, nhưng mà là nó có ý nghĩa. Thầy và chúng ta sẽ cùng nhau đi từ cái bài tập đó để làm sang những cái bài tập khác nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy làm thử cái bài tập là chúng ta vẽ một cái lưới ô vuông trên màn hình như nào nhé. Để vẽ một cái lưới ô vuông là 8 x 8 trên màn hình đi, lấy ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ vẽ từ bắt đầu từ một cái vị trí trên màn hình, vị trí này chẳng hạn này nhé, vị trí này, và chúng ta sẽ Lưu vuông vậy có chấm ở các góc không? thầy các em, các con nhìn rõ không nào, nhìn rõ rồi gì nhé, mà thầy cứ làm, thầy cứ nói cho các con vừa học. Thầy, độ dày cạnh mỗi hình vuông là bao nhiêu ạ? Thôi đừng hỏi vội, các con cứ nghe thầy nói đấy, chỉ con chỉ hỏi khi mà không hiểu thầy sẽ nói dần mà nhé. Chúng ta sẽ làm thử một bài tập đầu tiên là thử vẽ một cái hình mà một cái lưới ô vuông mà là 8 x 8 nhé. Thì chúng ta cho nó phủ hết lên cái chiều rộng, chiều cao của màn hình. Thì chiều cao của cái màn hình Scratch là 360 đúng không nào? Như vậy là 360 thì là 98 thì là phủ hết. Chúng ta sẽ dùng là ta sẽ thu hỏi là 320. 320 chia 8 nó sẽ là một cạnh, nó là 40. Như vậy chúng ta sẽ làm một cái chương trình là vẽ một cái lưới ô vuông 8 x 8 và có cạnh của nó là 40 và nằm giữa, chính giữa màn hình. Được chưa? Rồi, thì cái điểm phía dưới của nó đấy, điểm phía dưới của nó là cái điểm gì? Nó là cái điểm mà nó phải cách đều ở hai bên. Thì cái lưới vuông chúng ta sẽ có chiều dài là chiều rộng là 320 320, được chưa nào? Như vậy suy ra là gì? 320 thì chiều rộng của cả cái lưới của chúng ta, là màn hình của chúng ta là 480 480, mà chia cho mà trừ đi 320 còn lại là bao nhiêu? Còn lại là 160. 160 này. 160 chia cho 2 chia là mỗi bên là hai bên là 80. Vậy suy ra gì? Vậy suy ra rằng cái vị trí đầu tiên mà tao muốn vẽ được ấy, nó là gì? Nó là cái vị trí mà tao gọi là góc dưới nhé, góc dưới màn hình, góc dưới bên trái, thì nó là cách lưới ở cách lề bên trái là 80 nhé, và cách lề phía dưới là bao nhiêu? Là 20 nhé. Vì chiều rộng của nó là 360, chiều cao 360 mà trừ đi 320 còn lại là 40, vậy cách phía dưới là 20, được chưa? Rồi ta sẽ cùng làm thử nhá. Đơn giản thôi, và ta sẽ làm dần từ dễ đến khó dần, khó dần khó dần. Thầy 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 có thể là để thầy cái lưới ô vuông ở vị trí tâm thầy thầy tọa độ ở ban đầu của con mèo là Các con đừng hỏi nhiều quá nhé, vì nó là các con hỏi nó sẽ ảnh hưởng đến cái đến đến thầy, ảnh hưởng đến các bạn khác. Trừ khi con mà không hiểu thì hãng hỏi nhé. Có con có ý kiến dạ. gì là cái này cái kia thì chưa cần mà nói vội đâu, thầy cứ từ thầy sẽ làm hết cho con nhé. Chúng ta làm thử một bài tập đầu tiên đã, rồi sẽ dần dần sẽ làm sang những bài tập khác, rất nhiều bài tập khác nữa, chứ không phải chỉ có là một cái. Bây giờ thầy bắt đầu làm nhé. Thì thông thường cái bài tập mà chúng ta làm để vẽ hình thì thông thường chúng ta có thể dùng bất cứ một nhân vật nào, nhưng mà chúng ta nên ẩn đi ở ngay trước mặt vì tôi làm như sau nhé. Thì đầu tiên đấy, khi mà bắt đầu chỉnh sẽ làm như này, chúng ta thường như này, chúng ta sẽ đặt cái tham số ban đầu cho cái gì vẽ đó. Nếu con mèo này là muốn vẽ luôn nhé, thì nó phải như này. Ta làm thử một vài cái này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đưa nó vào, chúng ta đẩy cái nhóm bút vẽ vào này,
Đầu tiên là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ làm gì sau đây? Chúng ta từ đầu tiên là chúng ta sẽ ẩn cái bút đi, chúng ta không cần nhìn nữa. Ẩn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm việc sau đây, chúng ta sẽ xóa hình đi để cho cái ảnh hưởng đến cái mỗi lần chạy lại vẽ lại màn hình cho nó dễ nhé. Rồi sau đó là chúng ta pen up lên. Các cái lệnh mà vẽ chúng ta sẽ đưa vào một cái thủ tục. Còn cái phần này là cái phần bắt đầu là tạo ra cái phần mà gọi là cái phần bắt đầu của chương trình. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt hai cái tham số. Là tham số về màu sắc, tham số về nét bút. Đây là chính cái lệnh mà đặt tham số về màu sắc của Scratch. Chúng ta bấm vào đây nhé. Chú ý nhé. Ở đây nó có ba tham số là màu sắc này, là cái dòng thứ hai là cái độ đậm đặc của cái màu đó, và dòng cuối cùng là cái độ gì, là cái độ sáng tối của cái màu đó. Thì chúng ta như sau, chúng ta thông thường chúng ta đặt cái độ đậm đặc này, đặt cho đến hết đi là 100, cái sáng tối cho đến hết đi là sáng hết nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ chuyển để tìm màu đây đó, tìm màu để màu như này nhé. Là cho chú ý. Đó. Các bạn chú ý là khi đặt màu thì luôn đặt là cái dòng thứ hai là saturation, là đặt vào 100 là độ đậm đặc, là bão hòa, là đầy đủ nhất. Tiếp theo là cái độ là sáng tối đặt lên là 100 nhá. Còn đây chúng ta đặt cái color là màu, là chính là màu của nó đây. Sao? Không hiểu được sao? 100. Không hiểu được sao? Đấy, cho hiểu đây là hợp lý nhá. Rồi. Tiếp theo chúng ta đặt cái độ của nó là cái độ rộng của nó là 1. Thế đây là cái đoạn chương trình là thiết lập cái ban đầu của cái bút vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chương trình để làm nhé. Rồi. Giờ thì làm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục cho nó dễ, thủ tục để vẽ. Rồi, chúng ta tạo ra một tục, ví dụ như là ta đặt vẽ lưới nhé. Còn chú ý là khi mà chúng ta bất cứ một chương trình nào mà vẽ, chúng ta nên đặt trong một thủ tục. Vì sao như vậy? Vì thủ tục ở trong Scratch nó có một cái option, nó có một cái lựa chọn như này này. Là ở đây này. Đây này. Khi chúng ta kích vào đây nhé, thì nó sẽ là đặt chế độ là vẽ nhanh, nó rất là nhanh. Thì chúng ta không bị chậm thời gian khi chúng ta mà quan sát cái hình ở trên màn hình. Tức là hình mà phức tạp ấy, mà chúng ta không để chế độ này thì nó vẽ rất chậm, mà nó rất là mất thời gian của chúng ta. Đây là chế độ là vẽ nhanh nhé. Run without screen refresh là chế độ vẽ, đặt chế độ vẽ nhanh của họ. Được chưa? Được rồi. Hai con thấy trên Scratch Hatch thì có một số bạn lệnh thì phải chạy nhanh thì người ta cũng dùng thủ tục để làm thế ạ. Tức là những cái thầy khuyên các con là khi chúng ta làm các cái bài tập liên quan đến vẽ hình ấy, thì chúng ta nên đưa toàn bộ những cái phần mà thực sự vẽ vào một thủ tục cho nó dễ. Còn chúng ta vẫn có thể là vẽ không một thủ tục vẫn được, nhưng mà thầy khuyên các con nên làm như vậy. Được chưa? Bạn đã hiểu chưa? Đây chúng ta là nâng cao mà. Cho nên là thầy không thầy khuyên con là nên đưa vào một tục là vẽ như thế này. Ok nhé. Đặt chế độ đây là chế độ là vẽ nhanh này. Rồi, bấm vào đây nhé. Rồi. Thì bây giờ chúng ta chú ý nhé, một là luôn ở đặt trạng thái là gì? Là pen up để chúng ta điều khiển nhân vật chuyển động không nhận gì cả. Khi bắt đầu vẽ thì ta phải hạ bút. Vẽ xong lập tức là nâng bút lên. Như vậy là toàn bộ cái lệnh là pen up và pen down đặt bên trong lòng cái thủ tục của chúng ta, thủ tục vẽ lưới đấy nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái nhân vật của chúng ta là di chuyển đến góc trái dưới của màn hình. Vị trí chúng ta muốn vẽ, ta nhớ rồi là ở chỗ này này, là cách bên trái là 80, cách bên dưới là 20. Như vậy chỗ này là âm 240 cộng 80 sẽ là bao nhiêu? Sẽ là âm bao nhiêu? Em đã biết trước cả tọa độ đã là là âm 160 nhá. Rồi. Dạ. Và y cái này cũng là âm 160. Âm 160. Dạ. Âm 160. Các bạn làm xong cái mà đã, vậy con có thể làm chế độ là tô mà mỗi âm một cách ngẫu nhiên không ạ? À? Được. Mà thôi con đừng đừng hỏi nhiều quá như thế nhé. Khi nào không hiểu thì hỏi. Được chưa?
về nhà con làm thoải mái. Dạ, dạ con có ý thôi ạ. Ừ, ta bắt đầu vẽ nhé, chúng ta chú ý này. Thì cách vẽ cái lưới đơn giản là chúng ta xuất phát từ điểm dưới này. Chạy ta chạy thử ở đây nhé, ở đây là ở dưới nhé. Chúng ta sẽ cho nó vẽ liên tục là theo chiều ngang này và là vẽ 8 vòng 8 hình vuông. Xong quay lại, xong nâng lên, vẽ tiếp 8 hình vuông nữa. Như vậy chúng ta sẽ làm lần vẽ vẽ n vẽ 8 bình phương vẽ 64 hình vuông, tức là vẽ là mỗi một cái hàng của nó là 8 hình vuông. Chúng ta là 8 hình vuông, chúng ta vẽ là liên tục là 8 hàng như vậy. Một hàng, hai hàng, ba hàng và hàng thứ 8. Chúng ta làm thử nhé. Đây chúng ta làm sao? Bạn làm các bạn nhìn thấy làm này. Chúng ta sẽ cho cái vòng lặp bên ngoài là 8. Là 8. Bên trong này vòng lặp thứ hai là 8 nữa. Ở đây chúng ta thấy để lát nữa chúng ta sẽ tổng quát lên. Tổng quát lên không phải là 8 mà là một hình lưới vuông n phần tử bất kỳ, n cái ô vuông bất kỳ chứ không phải là 8 nữa. Để ta làm là 8 nhé. Rồi, xoát từ ở đây nhé. Chúng ta làm sao chúng ta sẽ cho nó vẽ một cái hình vuông ở bên trong này. Chúng ta dùng lệnh này để vẽ hình vuông, quay nhớ lại vẽ hình vuông nhé. Vuông quạnh là 40 là chúng ta dùng lệnh này. À, ban đầu chúng ta sẽ cho nhân vật chúng ta sẽ di chuyển quay về hướng bên phải. Đây, để như này nhé. Bên trong làm cái vẽ lưới này, quay bên phải nhé. Đấy. Và góc cái vị trí tiêu chí bắt đầu vẽ ở bên trái. Thì ở chỗ này nó sẽ là 4. Đúng không nào? 4 và di chuyển về phía trước là nhớ chúng ta có cạnh chúng ta là cạnh là 40. 40 và quay sang trái là 90 độ. Thì đây chính là cái đoạn chương trình con để mô tả vẽ một, đây là vẽ một hình vuông này nhé. Đây thì như vậy là xuất phát từ cái vị trí này này, ở bên trong làm trước đây, bên trong nó sẽ di chuyển, sẽ vẽ một hình vuông này, vẽ xong rồi sẽ nó sẽ di chuyển về sang bên phải, di chuyển sang bên phải là 40 nhé, và vẽ tiếp. Thì ở cái chỗ này này, cái đoạn này này là cái đoạn là nó sẽ vẽ được là một hàng ngang. Cho kiểm tra thử nhé. Đây là kiểm tra thử xong đấy ngay. Thầy kiểm tra này. Chạy thử cho bạn xem nhé. Thầy đặt cho nó ở đây là pen. Thầy bây giờ em đã lập trình được rằng là mỗi ô vuông được tô một màu khác nhau ạ. À, thầy có thể xem được thứ ba quan sát được không ạ? Thôi bạn ơi. Các con chú ý là đừng... Im lặng. Trật tự nhá. Cha mẫu. Trật tự để các bạn ơi. Cùng được học nhá. Cha ơi, 78 đứa. À 82 đứa. Nhá. Thì đây này. Đây là cái lớp học này là chúng ta đã lập trong này, chúng ta chạy thử lấy ngay này. Để chúng ta cho cái lệnh này vào đây nhá. Để ta chạy thử vẽ lưới cho vào đây nhá. Chạy thử này. Thì nó sẽ vẽ được một cái hàng ngang như thế này. Đấy. Nó bị 60, nó bị ấy quá nhỉ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nó bị quá thì không sao. Rồi, chúng ta kể đó. Thì cái chỗ này là chúng ta vẽ xong được 18 hàng ngang. Sau đó chúng ta sẽ phải làm như sau, chúng ta sẽ phải lùi lại. Đây này, chúng ta phải làm mệnh lệnh âm đường là chúng ta sẽ move vào chỗ này. Đây này, chúng ta sẽ cho nó lùi lại là âm 320, lùi lại về cái phía đỉnh này, vẽ xong 8 hình xong lùi lại về chỗ này. Sau chúng ta sẽ nâng lên một, chúng ta sẽ gì, dùng lệnh gì, dùng lệnh là chuyên y để nâng lên là 80, lên là 40. Đây nhá, là nhắc lại này, cái đoạn ở cái chỗ này này là vẽ một hình vuông, vẽ xong hình vuông thì chuyển về trước là 40 và lặp là 8. Thế này, lặp 8. Thì như vậy sẽ vẽ được 8 hình vuông. Vẽ xong 8 hình vuông ở ra về bên phải rồi, ta sẽ lùi lại về đầu và nâng lên là 40, xong lặp lại lần nữa ở đây thì nó sẽ dành ra là đấy, nó ra là nó vẽ được như vậy là. Đã xem thử nhá. Đấy, nó vẽ được là đủ 8 cái. 8 cái lưới 8 x 8. Nhắc lại thuật toán nhé. Đây, ở vòng bên ngoài lặp 8 lần, bên trong lặp 8 lần. Cái bên trong này là vẽ một cái hàng ngang là 8 hình vuông theo chiều hàng ngang, thì ta vẽ một hình vuông một đây.
xong chuyển về phía trước, đi phía trước là 40, một cạnh mình vuông. Sau đó là xong tám bên này, ta đã vẽ được một hàng ngang rồi. Ta sẽ phải lùi lại 320 và đẩy lên trên một hàng. Đẩy lên trên, chuyên đi 340 và dùng như vậy là 8 hàng nữa ở bên ngoài nữa. Nó ra hình này. Con đã hiểu chưa? Thì đây như vậy, đây là cái bài đầu tiên, là cái bài chúng ta sẽ vẽ cái hình đầu tiên, là cái vẽ cái lưới như vậy, được chưa nào? Như vậy là chúng ta chú ý là cái thủ tục mà vẽ là chúng ta tạo ra một thủ tục riêng để vẽ, cái này rất quan trọng nhá, rất quan trọng. Bây giờ thầy cùng các con chúng ta sẽ làm một tí nữa, chúng ta sẽ tổng quát luôn cái bài này, không phải là n nữa, không phải là 8 mà là n bất kỳ. Đấy, bây giờ bài vẽ đầu bài chúng ta là vẽ một cái lưới hình vuông. Lưu vuông là N nhân N hình. N là một số tôi gia nhập bàn phím bất kỳ. Đó, thì ở đây chúng ta làm là với 8. Nhưng mà chúng ta sẽ phải làm tổng quát lên thành N. Sao làm luôn đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kéo nó xuống, chúng ta sẽ làm luôn ngay đây thôi. Rồi. Cách làm là hình như này nhé. Nhưng mà đây là một cái bài tập đơn giản thôi. Nhưng mà chúng ta chú ý cách làm của nó. Cái làm này sẽ dùng cho nó dùng ở trong các phần khác. Rồi, chúng ta sẽ làm như sau này. Ngay đây thôi. Chúng ta tạo ra một cái biến nhớ có tên là n. Được chưa? N. Và cái n này là cái số gia nhập bàn phím, là cái số lượng được rồi. Thế thì ở đây cái 8 này là chính n đây này. N. Còn 40 thì 40 là độ dài của cái hình hình vuông. Chúng ta sẽ phải tạo một biến nhớ nữa, tổng quát nữa. Ta gọi tên là D. Gọi tên là D để mô tả cái độ dài cạnh của hình vuông mà chúng ta muốn ta đang mô tả. Thì chúng ta vẫn giữ nguyên là cái chiều dài của nó là chiều rộng nó là 320. Vậy suy ra là mỗi một chiều là có N hình vuông, suy ra là cái D bao nhiêu, D sẽ bằng gì? D sẽ bằng là 320 chia cho N. Đấy, D sẽ bằng là 320 chia cho N. Bây giờ làm như sau nhé. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sửa lại một chút. Chúng ta sẽ phải bỏ cái này ra và chúng ta sẽ bỏ cả hai đi. Chúng ta cho con mèo nó hỏi đã để nhập N từ bàn phím. Rồi chúng ta làm như sau này. Đây, chúng ta có yêu cầu đầu luôn là nhập số. Chúng ta sửa luôn. Đây là nhập số tự nhiên N từ bàn phím bất kỳ. Và chúng ta sẽ vẽ một cái lưới ô vuông N nhân N tổng quát trên màn hình. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ gắn luôn là N bằng bao nhiêu? Trả lời. Bằng bao nhiêu nào? Trả lời ạ. Ừ. Trả lời. Bằng trả lời, đúng rồi. Nhưng mà trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ phải tính cái D. D bằng bao nhiêu? Chúng ta vẫn xuất phát từ là âm 160, tức là hình vuông chúng ta có chiều dài, có chiều rộng, chiều cao là 320. Vậy suy ra cái số D này là 320 chia cho N. D bằng được chưa? N. Tổng quát luôn đấy nhé. 320 chia N. Đúng rồi. Oh. Chia cho N ở đây. Đây, D bằng 320 chia cho N. Đấy, đây sẽ là 320. Đây thầy thua lại cho các coi thầy nhớ rồi. 320 chia cho N. Các bạn đừng nói là chúng ta tự nào. Bây giờ các bạn nói ảnh hưởng khác lắm, chúng ta im lặng nào. Trước khi mà không hiểu quá thì mới hỏi. Như vậy chúng ta đã làm được cái gì? Chúng ta làm cái việc là chúng ta đã nhập từ bàn phím số N và tính được cái D, cái độ dài của cạnh của cái lưới. Mà chúng ta nhớ lại đây là tổng quát nhé, tổng quát bất kỳ. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt lại cái lệnh chỗ này. Đặt lại chỗ này là lệnh 2 nằm ở đây. Khi mà nói xong rồi ra đưa xuống 2. Và tự nhiên rồi đặt gọi là show ở trên này. Đấy. Vậy đầu tiên là show. Là cái người đó là hiện ra và hỏi xong ẩn đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại. Chúng ta sẽ làm lại cái lệnh này. Không dùng lệnh vẽ lấy nữa. Chúng ta sẽ dùng lệnh sau đây. Chúng ta làm có như sau. Chúng ta làm cái tạo thủ tục mới. Có tên là vẽ lưới tổng quát đi nhá, tổng quát và quát luôn là đầu vào của nó là n nhá, không cần bỏ tổng quát.
Đặt chế độ của nó là gì? Là nhanh. Đấy. Nhanh. Được chưa? Cái nhanh nhá, chúng ta chú ý cái nhanh này. Rồi. Đặt chế độ cái nhanh. Rồi. Đây là cái lệnh tổng quát. Và khi mà con mèo đã học xong rồi, nó chạy cái lệnh này. Lệnh này sẽ phụ thuộc vào N và D. Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ làm nhá. Đúng đây này. Chúng ta sẽ copy cái này sang cho nó dễ này. Được chưa? Đó. Chúng ta sẽ làm một cái việc khác nhá. Khác cái thủ tục khác là chỉ thủ tục vẽ lưới tổng quát nhá. Ở đây vẫn là 90, ở đây là âm 60. Còn đây sẽ gì? Đây sẽ là N. Đấy. Chúng ta kéo đây là đây sẽ là N. Đây sẽ là N. Và ở đây này, ở đây sẽ là múp là D. Đó. Thầy ơi, em làm chưa xong thầy ơi. Ở đây sẽ là D. Ở đây sẽ là D. Đó. Và bây giờ chúng ta thì kiểm tra xem là ta vẽ được chưa nhá. Bây giờ thầy chạy thử nhá. Đây, bấm vào đây này. Đấy, nhập chữ N này. N thì nhập lại 8 thì nó ra là 8 luôn này. À, thầy chưa xóa màn hình, thầy xóa đấy nhé. Thầy xóa lên đầu đó, thầy để thầy làm lại này. Xóa này. Rồi. Làm lại này. Nhá, nhập chữ N đây nhá. Mèo ở đây nè. 8 này. Vẽ được luôn. Bây giờ thầy sửa lại là 9 này. Vẽ được luôn nhá. Thầy sửa lại chỗ này là 16 này. Như vậy là vẽ được bạn thấy bây chúng ta có cái tục tổng quát rồi, là vẽ được một cái lưới là bất kỳ tổng quát luôn, các bạn thấy không nào? Nhưng mà nó hay hơn là cái chương trình cũ là chỉ vẽ là N 8x8 thôi. Còn cái mới này là vẽ là tổng quát là N nhân N. Được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Nhá. Bây giờ thầy sẽ tổng quát hơn một chút nữa này. Nhá, đây, bây giờ thầy tổng quát hơn. Thầy sẽ tạo một cái chương trình là tạo một tục mới. Tổng quát nữa nhá. Quả thấy như vậy là thầy luôn nói các bạn là cái chữ tổng quát, các con hiểu tổng quát là cái gì không nhỉ? Là chúng ta sẽ tổng quát là gì? Chúng ta tổng quát là chúng ta biến cái số bình thường thành biến nhớ. Tổng quát là vẽ là như từ các bài tập ban đầu là gì? Là chúng ta vẽ hình vuông 8 x 8 tổng quát lên là N nhân N. Là cái đó là tổng quát. Thì khi ta làm tổng quát rồi, chúng ta gắn lên được bằng 8 là ra ngay. Ra ngay là cái lưới cũ. Đó là một. Cái tổng quát thứ hai là đưa tham số vào thủ tục làm một tổng quát nữa. Rồi, làm cách tổng quát 1 là từ số cụ thể lên N. Tổng quát 2 là đưa tham số vào bên trong thủ tục. Rồi làm thử nhá. Bây giờ thầy sẽ tạo một cái tục mới đặt tên là thầy ơi, thầy cho em xem lại cái cốt 5 giây đúng không ạ? Cốt nào? Cái cốt là vẽ hình tổng quát đấy ạ? À, vẽ lưới tổng quát. Đây nhìn rõ chưa? Cái bài này rồi thầy sẽ lưu lại, thầy gửi cho các bạn cái bài này, cả cái video nữa thì chúng không gian đông chúng ta mà thất lạc chúng ta có thể tìm được nhé. Mà thầy lưu đây để chúng ta nhớ đây. Đây là cái vẽ lưới, thủ tục vẽ lưới là thủ tục ban đầu là 8x8, thủ tục vẽ lưới thứ hai tổng quát là vẽ lưới N nhưng mà không có tham số. Chúng ta tạo một thủ tục thứ ba là vẽ lưới mà có tham số nhé. Ta đặt tên lưới cho nó nhanh, tên lưới nhé. Và bấm vào đây là ta nó có tham số nhé. Tham số cũng là một thủ tục có thể có hai loại tham số, một là tham số dạng chữ và hoặc là số, hoặc tham số là gì, là logic. Chúng ta có thể nhớ chọn là N. Vậy N nhé. Đó, chúng ta chưa đặt, thầy chưa đặt cái chế độ là vẽ nhanh. Vẽ nhanh nhé, vẽ nhanh nhé. Chúng ta chú ý lại, nhắc lại các bạn này. Khi tham số này chỉ đặt cho những thủ tục vẽ thôi nhé. Còn thủ tục khác chúng ta đối không đặt nhé. Các thủ
thuộc bình thường là không đặt chế độ vẽ nhanh, chỉ đặt chế độ là vẽ nhanh chỉ khi mà chúng ta dùng để vẽ. Bạn chú ý nhé, đấy, đừng, một số bạn là rất là nguy hiểm nhé. Nếu chúng ta đặt chế độ này mà cho thủ tục bình thường là nó chạy rất là chậm luôn. Đây là cái lưới nhá. Đây bây giờ chúng ta sẽ phải chú ý này, cái bài này nó khó nhiều nhá. Bây giờ nó là có bài đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm lại. Bây giờ chúng ta sẽ làm như này. Đấy. Và chú ý này. Vẫn như cũ nhưng mà ta sửa lại một chút nhá. Đây, chúng ta sẽ phải bỏ cái đường này ra này. Kéo cái N xuống này. Được chưa? Bỏ N này ra này. Kéo N xuống này. Được chưa? Tiếp theo là D đúng không? D là D, D, D cứ đúng là không nào? A thì đây. Nào lớp mình là... À, rủ quá nó tung nào luôn. Từ đây có được không nào? Hay là phải sửa lại? Thầy ơi, chữ thầy im thầy, đây đi im. Đây chữ im. Một thứ lại cũng được thầy. Cái này phải sửa lại như sau này. Chúng ta sẽ bỏ đây này ra này. Đây một thứ lại cũng được mà thầy. Bỏ đây này ra nhé. Đó. Và chúng ta kéo cái đây này xuống đây. Kéo cái đây này xuống đâu? Kéo cái đây xuống vào đây cho nó dễ nhưng mà đây. Đấy. Bỏ cái nơi này ra này. Cái nơi này xuống này. Đó. Vậy là cái đây này. À, không phải tính như bên ngoài thủ tục mà tính ngay trong thủ tục. Bây giờ bài này ta có thể bỏ cái này ra, bài này bỏ cái này ra, bỏ cái này ra. Đấy, không cần cái này nữa chứ. Cái này là để đây. Rồi. Bây giờ ta không cần cái này nữa, ta bỏ luôn. Nhập xuyên là vẫn là vẫn cần chứ, vẫn cần cái này. Xin lỗi vẫn cần nhá, vẫn cần luôn nhá. Rồi. Đây. Lưới đây nhá, N này. N này, N, N, đây là D này, ghi vào đây nhé. Đây vẫn là D này, D này, D này, được chưa? Đó, và bây giờ chúng ta sẽ chạy như sau này. Chúng ta sẽ bỏ đây ra này. Xong rồi nhá. Đây, lưới. Ta để vào đây một lưới đây nhá. Đó, lưới này. Lưới này. Ta vào đây, ta kéo lại xuống. Đừng nhìn cái bàn nào à. Ai lớp mình các bạn đừng tắt, các bạn tắt micro đi nhá, tắt micro đi. Như vậy là chúng ta bây giờ đã có một thủ tục rất là tổng quát. Đây ta nhập vào N thôi, không còn nhập D nữa, và đưa N này vào như là một lời gọi của một tham số, của một cái lệnh, của một tham, một thủ tục mà vẽ lưới tổng quát là thủ tục lưới N này nhá. Chạy thử xem được không nhá, chúng ta chạy thử này. Đây N này tôi vẽ là N là 17 chẳng hạn. Đấy, thử chạy nữa nhé, chạy thử lần cho N bằng 4 này, rất là nhanh. Và như vậy, về mặt gọi là biến nhớ, chúng ta không cần cái biến D nữa. À, không cần, vẫn là cần biến D, nhưng biến D nó không phải là biến bên ngoài nữa, mà biến D là cái biến bên trong lòng của cái chương trình này. Được chưa? Đó, ở trên đây là cái bài tập đầu tiên thì muốn nói các bạn là từ bài tập cái bài vẽ lưới rất là đơn giản, ta biết rồi. Chúng ta có thể là tổng quát lên thì các bạn thấy thì cái người mà lập trình thành thạo là phải biết cái khả năng là trừu tượng hóa, là tổng quát hóa rất quan trọng. Cái người làm lập trình đấy thì cái con khi mà ta lập trình chuyên nghiệp, ta lập trình mà tốt rồi thì càng phải học cách chúng ta tạo biến nhớ để làm sao cho nó hợp lý, chúng ta biến thành các thủ tục sao cho nó hợp lý, nhất là những cái bài tập liên quan đến vẽ hình thì nên chuyển nó sang thành thủ tục cho nó dễ, cho nó dễ làm, để nó dễ nhìn. Tất cả các chương trình mà có thủ tục ấy đều rất là dễ dàng, đều rất là dễ quan sát mà thiết kế rất là hay. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta vừa mới làm xong cái bài đầu tiên của hôm nay, là cái bài mà thầy ơi, vẽ với lưới. Sao? Các hỏi gì? Thầy ơi, cho con xem cái phần dưới của cái lệnh vẽ lưới N ơi à? Vẽ lưới đây, vẽ lưới N đây. Phần dưới ạ? Đây. Vâng. Thế không nào? Nó giống hệt cái chương trình là vẽ lưới tổng quát, chỉ khác là gì, chúng ta đặt cái độ D này, đặt cái D này này là bằng 30, chia cho N là N đỏ, N đỏ ở đây này, ở bên trong lòng cái thủ tục, không phải để bên ngoài. Còn ở đây ta chú ý ở cái bên ngoài đây, đây là cái bên đây là cái lưới tổng quát, đây D vẫn là bên đây là bên ngoài, được chưa? Đó, thì chúng ta chú ý nhé. Đấy, như vậy là bạn thấy là có ba thủ tục rồi đấy. Thủ tục này. Được chưa?
Là mình đã hiểu hết chưa nhé? Như vậy đây là cái bài đầu tiên của ngày hôm nay. Chết tay rồi ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ghi lại cái bài này, thì ghi lại cái bài này để ta nhớ lại để sau ta từ cái chỗ mạng. Đây là ta ghi vào cái chỗ nào nhỉ? Lớp Scratch nâng cao. Tôi muốn đây nhé. Hôm nay chúng ta là cái buổi đầu tiên. B1 là chủ đề chúng ta là vẽ hình. Vẽ hình nhé. Thì cái bài đầu tiên là vẽ lưới. Vẽ lưới. Bài đầu tiên nó có thật bài gọi là bài đầu tiên nhưng mà nó có hẳn ba bốn cái chương trình khác nhau đúng không? Vẽ lưới. Vẽ lưới dễ ở ta. Vẽ lưới nhá. Rồi thế bây giờ thầy chúng ta sẽ từ bữa nay chúng ta sẽ làm cái bài tập kỳ thi mà năm ngoái có một cái bài tập mà trong cái chương trình trong cái kỳ thi sơ loại thì phải, tôi nhớ thầy nhớ bây giờ sách cho xem. Kỳ thi năm ngoái là có cái bài tập là như sau, là năm ngoái kỳ thi vòng sơ loại là nhập vào xoay n và vẽ cái lưới ô vuông n nhân n, nhưng có cả những cái hình ô vuông mà là giống như hình độc tô màu đấy, giống như cái lưới giống như cái gì, giống như là cái giống như là cái bàn cờ. Để chúng ta xem lại nhé. Cái đây là cái bài của năm ngoái. Thầy một chút thầy kiểm tra cái đề. Xem lại cái đề năm ngoái. Đề năm ngoái là đề nào thì thầy kiểm tra nhé. Đây đó là đề bảng A vòng sơ loại bảng A trang 36. Nó có cái đề là như thế này. Nó có một cái đề là như thế này. Vẽ lưới ô vuông tức n như n. N nhập từ bàn phím làm số bất kỳ nhé. Mà hình nó vẽ phải ra, nó phải vẽ cái hình như thế này, tức là cái vẽ cái hình là giống như là cái ô góc trái thì là tô màu này. Như vậy chúng ta sẽ vẽ lưới hình như thế này. Vẽ lưới hình như thế này nhá. Đây. Chúng ta sẽ vẽ lưới như thế này. Nhưng mà tô màu. Ô này tô màu. Được chưa? Đó, tô màu nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ dựng bài này, chúng ta sẽ phải vẽ. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ vẫn là bài này, vẫn là nhập từ bậc xuyên ở đây. Và chúng ta sẽ tổng quát cái thủ tục này để cho nó vẽ lưới được. Đấy, thì bài này là cái bài năm ngoái làm. Năm ngoái cho các bạn làm mà theo thầy nhớ là thầy chính là vì là năm ngoái là thầy nhớ là thầy chấm cái bài này cho cái bạn có cái phòng thi sơ loại. Thì hầu hết có ai khoan là đúng cả, tất cả đều làm sai hết. Không ai làm đúng cả. Thế cơ. Tất cả làm hồi thầy nhớ là 130 bạn đi thi đều làm sai hết. Cho nên bài này tưởng là dễ nhưng mà rất là khó. Rồi, chúng ta cùng nhau làm bài này nhé. Chúng ta phân tích một tí thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải tô màu. Tô màu rất dễ, chúng ta kẻ cái đường ngang lên liên tục. Thì bây giờ tôi là D và chúng ta là D luôn. D. Vẽ tô màu đây nhé. Tô màu này. Ta cách ra bài tô màu một cái. Tô màu. Được chưa? Rồi. Thì cách làm như sau này, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, bây giờ thầy cùng các bạn làm bài này. Chúng ta sẽ tạo ra một thủ mới nữa đi. Cho nó hay nữa nhé. Đây, chúng ta sẽ tạo một thủ tục mới. Make a block này mới nhé. Rồi, làm vẽ lưới bàn cờ, được chưa? Vẫn là với cái với cái tham số là n. Đấy. Như vậy là cái bài này ta có thể chế độ là vẽ nhanh nhá. Trong cái đề bài năm ngoái nó có một cái yêu cầu gì là mình phải vẽ lưới với tốc độ rất là nhanh nhất. Và tốc độ vào những thời. Đó, chúng ta đặt chế độ đấy nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái bài hình này. Đó là cái mở rộng của cái thùng này. Thì chúng ta có thể copy sang cho dễ này. Copy sang nhá. Rồi.
Bây giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu tô màu. Ta chú ý nhé, là chương trình là vẽ gì, chương trình là vẽ từng cái lưới một. Thì tôi sẽ chạy lại cửa nhé, chạy lại cửa này. Đấy. Thì chúng ta chú ý là khi mà vẽ xong này, đây là cái đoạn chương trình này này. Vòng lọc ngoài này N này, vòng lọc trong này N này, đúng không nào? Và ở đây sau khi vẽ xong một cái hình vuông ở đây này, được chưa, thì chúng ta sẽ cần phải tô màu lên, tô màu trước khi mà bút về phía trước là D. Bước ở đây này, ở chỗ này này, chúng ta sẽ phải giữa hai cái này nhé, đây và đây này, chỗ này là cần phải chèn thêm lệnh tô màu, được chưa? Đó, chèn như thế nào thì các bạn chú ý là hơi khó một chút, thì chúng ta cùng suy nghĩ nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau, vẽ cái lệnh tô màu đã. Đây, chúng ta đứng ở đây này, đứng ở chỗ này này, đứng ở đây nhé. Bây giờ muốn tô màu làm thế nào? Chúng ta vẫn đang, đây chúng ta vẫn đang hướng về bên phải, hướng bên phải sang 90 độ mà. Thế bây giờ là làm sao nhé? Chúng ta lặp D lần. Lặp cho đến khi và di chuyển phía trước. Lặp lại cho đến khi D bằng 0. Xong lùi lại, xong nhảy lên 1, cứ thế, nhảy lên lùi lại. Ta làm thử một đoạn, làm thử một đoạn để cho bạn xem nhé. Là vẽ, chúng ta sẽ vẽ riêng ra một đoạn chương trình là vẽ này. Chúng ta sẽ lặp là D lần. D nhé, chúng ta kéo cái D này sang này. Lặp là D, đây là đoạn hình mà tôi sẽ dùng nó để tôi tô màu đây. Từ đây nhé. Tôi sẽ tô màu cái hình này này. Sau này chúng ta sẽ mút về phía trước là D. Thì độ dài của cái này nó là D mà. Được chưa? Nhá. Sau đó chúng ta sẽ lùi lại. Cái này thì chúng ta lùi lại là D bước. Chúng ta dùng cái này, chúng ta vẽ cái lệnh lùi nhé. Lùi là cái này này. Di chuyển là trừ D bước thì nó là lùi, lùi lại này. Từ đây nhé, các bạn chú ý nhé, từ đây này, chỗ này nhé, lặp D lần. Từ đây này, ta đi phía trước này, vẽ này, lùi lại này, xong lên. Ta phải dùng là gì? Chain y by 1. By 1. Trừ 1. By 1. Trừ 1. Đây ơi. Trừ 1 thế à? Trừ 1 à? Trừ D bạn ơi, trừ D. Lên D. Lên cộng 1 chứ. Nhá. Ở đây nhá. Di chuyển cái phía trước là 10 là D bước, là D bước rồi xong lùi lại này. Lên 1 này, là đi về phía trước này, lùi lại này. Cứ như vậy làm là D lần thì nó ra đây. Thì nó vòng lên như vậy. Đây chính là cái chương trình mà nó tô màu đấy, ta chơi thử chứ. Thầy ơi, chạy thử xem như nào nhé, chạy thử đi. Sao lúc nói với mẹ thì cũng bắt không bắt. Các bạn cứ bình tĩnh, cứ nhìn, cứ nhìn tôi làm, các bạn đợi tôi một tí. À, tôi cho mèo vào đây đã, mèo. Để tôi để con mèo chạy thử đã. Thế nhé. Rồi. Này, chỗ này này. Đấy. Rồi. Trừ 1. Bây giờ chúng ta sẽ ở đây này. Như vậy đây chính là cái đoạn trình để là tô màu rồi. Chúng ta sẽ phải đưa cái này vào ở chỗ này này. Đưa vào đây này. Nhưng mà chưa xong. Ở đây là chưa xong nhé. Ở đây là chưa xong. Đây rất là khó đấy nhé. Rồi. Thế bây giờ chúng ta chú ý nhé. Chỗ này là chỗ rất là khó này. Ở đây nếu mà các bạn làm cái này này. Sau khi lên rồi các bạn làm cái này thì sẽ bị sai ngay. Bây giờ ta thể thử nhé, bây giờ thầy thử. Bây giờ chú ý rằng là ở đây thầy sẽ để ở đây là sau khi mà lên nhé, sau khi vẽ tô màu xong thì nó ở cái này nó ở phía trên mà. Xong, nằm ở đây này, ta bên đây đang ở phía trên này, nó ở đây rồi. Ta sẽ phải lùi xuống thì đây nếu mà các bạn có dùng lệnh là move, dùng lệnh là chain y by trừ d
chúng ta muốn nhé. Đây, chuyên y bài trừ d để nó lùi xuống. Đây. Đây. Thì nó đi tiếp ở chỗ này. Đấy. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ bia thực cái này mà thầy bỏ vào đây. Thầy bỏ vào đây thì nó sẽ bôi đen toàn bộ luôn. Thử nhé. Nó sẽ bôi đen toàn bộ luôn. Đâu nhỉ? Thì em nhầm xong. Repeat đi. Thầy ơi, giảng lại cái chỗ vẽ nó được không thầy? Tô màu. Đợi thầy một chút. Đang nghe. Dù nãy tôi kéo vào chỗ nào thầy không nhớ. Đây cái vào chỗ này đúng không nào? Đấy, nó gốc là lệnh này. Giờ thầy muốn là gì? Không được, trước mắt thầy muốn ở chỗ này thầy phải kiểm tra đã, thầy phải làm lệnh là gì? Là thầy sẽ đặt hai cái biến nhớ để mà ta kiểm soát khi nào để tô màu nhé. Ta có biến K và biến G để đặt chuyện đó. Đây này, thầy sẽ kiểm thầy cho y đây, thầy làm lại như này nhá. Thầy biết đặt thêm hai biến nữa để thầy đặt, thầy kiểm soát khi nào thì ta tô màu. Đây, tạo thêm hai biến nhớ là K và biến nhớ thứ hai thì biến nhớ là G nhá. Thì như sau này nhá, ở bên ngoài vòng lọc ngoài cùng thì đặt chế độ là G là 1. Thì ở đây đấy, tiếp theo ở bên trong thì đặt chế độ là K bằng 1. Bằng gốc ban đầu là cái vị trí ban đầu cái điểm cái ô này là YG là Y bằng 1 và G bằng 1. Ở đây sau làm xong là một cái vẽ xong một hình vuông, chúng ta trên K by 1, trên K là từ đây trên K xong rồi, đây trên K đây nhé. Còn ở sau cùng này khi chúng ta làm xong, khi ta là làm xong một học hoàng ngang, một hoàng ngang người ta chuyên G by 1. Đây G, là chuyên G ở chỗ này. Đấy. Thì nó vẫn là thế thôi. Để là thầy đặt chế độ của nó nhé. Để ta thì là 8 này. Bạn nào đừng viết bội, viết lên đây thế. Ai viết bậy lên đây thế. Nào. Nhưng mà ở đây là Y bằng 1, G bằng 1. Nhé. Đá bạn thấp ra khỏi lớp đi thầy ơi, bạn đông khá quá. K bằng 1, đây là G bằng 1, K bằng 2. G bằng 1, K bằng 3. Như vậy là chúng ta chỉ tô màu những cái ô mà Y cộng G là chẵn. Là chẵn. Nhưng mà chúng ta làm như sau. Ngay ở đây này. Ngay ở đây chúng ta sẽ có một cái lệnh để mà ta... Như vậy không phải ô nào cũng là tô màu. Chỉ những ô mà Y cộng G cộng K là chẵn ta mới tô màu. Đó. Cho là như sau nhé, chúng ta cho một lệnh ít vào đây. Ít này đằng sau có chỗ K này này. Đây, đưa nó vào đây này. Đó, cho ăn đây này. Cho cái này xuống dưới nhé. Đó, múc cho vào dòng xuống dưới này. Như vậy đây này, đây là cái đoạn chúng ta nhé, chỗ này có chú ý nhé. Chỗ này là vẽ mình vuông này. Vẽ xong hình vuông thì di chuyển về phía trước là d bước, vẽ vào thì vuông hai cứ như vậy, sau hình vuông tăng cao lên 1. Như vậy đây là đoạn chương trình là kiểm soát khi nào thì tô màu. Tô màu chính là cái lệnh này, là lệnh tô màu. Đây ta có thể chuyển cả cái này vào đây, đó, được chưa? Cái này tô màu đây, tô màu là khi nào? Khi tô màu khi mà g cộng k là chẵn, đang là lệnh sau đây, đây. Đây nhé, đây là lệnh kiểm tra là G cộng K là chẵn không? Nhé, đây chúng ta dùng G cộng K là chẵn đây và dùng cái hàm mốt là hàm chia, đúng không? Đây này, chúng ta dùng cái lệnh này G cộng K. G cộng K mất 2 bằng 0. Đây, G cộng K là chẵn là khi gì? Khi mà g này cộng k này,
g cộng k này, đúng không? Sang làm phức tạp quá nhỉ. 2 này, 2 này bằng 0 này, thì đây chính là cái lệnh. Đây chính là cái lệnh là kiểm soát là khi nào mà là khi g cộng k chia 2 bằng 0, tức là khi mà g cộng k là chẵn thì chúng ta mới tô màu, ta đưa vào đây. Đó, đưa vào đây. Thế như vậy chỗ này là đây là nếu mà g cộng k là chẵn thì tô màu, đây chính là lệnh tô màu đây. À, chúng ta múc vị trước là d cho lùi lại, chuyển y lên. Trong lên khi lên xong hết tất cả vẽ tô màu xong rồi thì hạ xuống chuyên y mai trừ 1 d đó nhá. Làm chúng ta thử nào. Thì thử xong được không nhá? Các bạn là đừng dừng ấy, ta để độ là 8 chẳng hạn. Ờ nó không bị nó không tô màu được nhỉ. Thầy ơi, xóa cái bạn hacker này ra khỏi lớp đi, bạn nó vào phá quá. Đây là bạn hacker đấy ạ. Dạ. Yeah. Cháu cho nó đừng làm nữa, cháu toàn vẽ bậy với bạn lên. Thầy bạn thầy hacker ra đi ạ, bạn ô nào lắm. Bạn nó bậy khang rồi. Nhắc mày mà. Thầy cho ra giúp em đi. Tôi hacker nghỉ đi nhá. Để thế nào kiểm tra này. Sao? Đây. Để kiểm tra chỗ này vì sao lại nhận chưa được nhá. Mình lão thích vào để chéo nghịch. À không, thì về thì cho lên trên. Chả hiểu, không thấy. Đây đây. Ở bệnh viện luôn. Nhá. Yeah. Đây được. Đấy. Vừa bảo không. Rồi, thì chúng ta làm tí nữa. Chỗ này có đúng chỗ này hay không? Tí chứ đâu chỗ này là cửa nó vẫn cửa sắt vẫn chưa tô màu. Thì kiểm tra lại một chút nha. Repeat D lần đây. Bộ phía trước là D. Có thể kiểm tra một chút xong rồi xong cái trong chương trình của nó lại không được. Bạn đợi thầy một tí kẹo thôi nhá. Cái này rất đơn giản thôi mà. Đợi thầy một tí kẹo nhá. Ba cái này học mới tiên. Các bạn đợi thêm một chút nào. Đấy. Bend down chỗ này. Thôi hacker ơi, thôi đừng viết nữa, con xóa màn hình đi với hacker ơi, xóa màn hình đi nào. Để sao nó để kiểm tra xem sao nó chưa chạy vào đây thôi nhá. Yeah. Nó chưa chạy vào cái chỗ này. Một hai một bằng không nhá. Để ta kiểm tra lại một chút này, ta cùng nhau xem lại cái lệnh này nhá. Hai vòng lặp đây rồi đúng không? Thầy ơi, em nghĩ là thầy phải cho cả hai khối lệnh vào trong câu lệnh điều khiển đấy thầy. Tức là kiểm tra xem là g cộng k mốt 2 bằng 0 hay không thì tô, mà không thì mình vẽ bình thường đấy thầy. Đây, chỗ này là tô đây mà. Đây này, chỗ này này. Thầy, thầy xem thầy mình lặp vào chỗ nào bị sai chỗ nào thôi, nó không... Để thầy một chút thôi. Yeah. G cộng k mốt 2 bằng 0. Mà chẳng chẳng thì mới đây nhá. Ờ, ngoài cùng cho g bằng 1 này, xong bên trong đây là k bằng 1 thì không có gì, lặp n lần thôi nhá. À, lặp n ở đây nhá, thì mỗi lần lặp đây là múc này là ăn rồi này, là lại này là vẽ hình vuông rồi nhá, chính xác rồi. Sau mỗi lần như vậy ta kiểm tra ngay sau khi mà ta vẽ xong đây là vẽ xong rồi này,
kiểm tra luôn, nếu mà J cộng K, kiểm tra xem vì sao nó lại set J bằng 1, set K bằng 1. Ê, nó vẫn không tăng này. À, nó không tăng đâu, nó không vẽ được. Để thầy kiểm tra. Chuyển K bài 1 ở đây. Vẽ xong. Này, mình ra ngoài. À, mình ra ngoài mới đúng này. Move. Trên G by 1. Bên trong là K đúng không? Bên trong là K. Kiểm tra một chút. Bên nó không tăng lên. Cái nó tải đâu. Trên G. Ok. Ok. À, ôi trời ơi. Bạn biết vì sao không? Lỗi của thầy. Mình vẫn dùng cái lệnh cũ này. Từ nãy giờ. Bạn thấy nhiều khi nó đấy đấy. À, phải dùng lệnh này chứ. Bên đây bàn cờ chứ. Đúng không nào? Mình dùng lệnh cũ nó không ăn là phải. Rồi, về lại nào. Thầy làm nãy giờ mình không ăn. Thôi, bây giờ thầy làm lại nhá. Bây giờ chắc là ăn rồi đấy. Hacker đâu rồi, hacker ơi. Thầy ơi, đuổi bạn nó ra đi thầy. Rồi, tao bắt đầu này, bây giờ bắt đầu lại. Đuổi bạn hacker không đi thầy. Chạy thử đây. Đây, 8 này. À, 8 thì có thấy là vẫn ăn nhá. Bây giờ chúng ta kiểm tra nhá. Mình nhắc lại chỗ này nhá. Đây này, chỗ này là nhắc lại này. EG dùng để đếm, dùng để các cái biến để ta là G thì đánh số theo cột, theo các hàng, còn K như theo cột. Đấy, thì đây là cột, đây là cái ô là 11 này, đây là ô 12 này, 13 này, 14 này, 15, 16, 17, 18, đây là 21, 22. Thì như vậy cái EG là cái nó là cái địa chỉ, là cái chỉ số của cái ô đó. Thì nếu mà Y cộng G là chẵn thì ta tô màu. Y cộng G là rẻ lẻ không tô màu. Chúng ta dùng lệnh nó ở đây nhé. Rồi, thì cái nào tô màu như sau này. Chúng ta nhắc lại nhé, chúng ta tô màu. Thầy ơi, hacker lại vẽ tiếp rồi. À, ở đây này. Các bạn quan sát nhé. Ủi bà hacker ra đi thầy. Cho bà hacker vẽ liên tục luôn thầy. Hacker là cậu nào cho nghỉ luôn nhé. Ủi bà hacker ra nhé. Chặn bản đuổi bản ra luôn đi thầy. Ờ, chặn bản ra luôn đi thầy, bản vẽ liên tục luôn này. Bản vẽ liên tục là mọi người cũng để luôn này. Thì luôn cơ nó không có đồng danh sách thay cho ra chút em vậy ạ. Hay cơ đâu rồi? Tìm khó vậy. Khó chịu. Đây hay cơ đây rồi. Chắc chỉ lo, chứ có học được cái gì hết trơn á. Bực thật. Hay cơ đây nhá. Nhưng mà thầy nói mọi người đừng có chát nữa được không trời. Trời ơi, có tự nhiên thấy 79 cục chát luôn. Thầy mà em đây mà cái nhắn cái gì nữa, không có học được thì thầy nhắn. Hacker thì thầy không biết. Ra rồi. Thầy hacker đổi tên rồi thầy. Nhưng mà cho chú ý nhé. À, thầy ơi, cho em có ý kiến một chút thôi này, đúng này. Đó là thầy có thể có một cái chức năng trong Zoom là thầy tắt tất cả mic và tắt không cho vẽ lên, không cho chat tất cả luôn thầy ạ. Thầy có thể chuyển cho em là hot để em làm cái việc đó giúp thầy không được. Từ thời gian trước thầy nhớ mà thầy quên mất rồi. Bây giờ thôi đừng ta đang dở, mình đang dở, mình xong rồi nhá. Dạ, rồi. Thôi để buổi sau ạ. Dạ. Ừ. Như vậy là đây này, khi mà chúng ta vẽ xong thì một hình vuông nhá. Hình vuông
thì chúng ta sẽ kiểm tra ngay. Nếu y cộng g là chẵn thì ta tô màu, đây là tô màu đây này. Cách làm tô màu mà chúng ta tưởng là đúng sẽ như sau, là chúng ta múc phía trước là d, xong lùi lại, xong tăng lên một, đi phía trước là d, cứ như vậy và lặp lại tất cả là d lần. Sau khi làm xong rồi ta lùi xuống, lùi trên y xuống d lần. Đó, bây giờ làm ta làm thử với 10 này, anh là 10 này. Vẫn thấy đúng, ta làm thử với 15 này. Bạn thấy không? Với 15 là thầy ta đã bị sai rồi. Chúng ta làm thử với 17. Càng sai nữa. Như vậy ở đây cái làm là không chính xác lắm. Thầy nhắc lại. Rất nhiều bạn làm tới đây rồi thì nghĩ rằng đây là cái đúng, mà cách làm này là không chính xác. Bây giờ thì muốn sai không? Sửa lại. Thầy con làm. Đúng rồi. Con làm rồi. Con đã từng làm ở đây rồi và con làm đúng y luôn. Thì làm thế nào? Rồi thì làm như sau nhé. Bây giờ vấn đề cái 13. 13 cũng đúng. 13 cũng đúng. 13 cũng đúng. 13 cũng đúng. Ôi, chị alo, alo, alo. Lặng để thầy nói. Xem một cái đồng hồ cho em xem thế rồi. Kia vì sao nó không đúng là bởi vì là N là số bất kỳ. N là số bất kỳ cho nên là cái D này nó sẽ bị lẻ. Và như vậy là nó chính xác khi chúng ta dùng lệnh chuyên y bay D là nó không hợp với cái ở phía trên này. Nên là vì chúng ta cho N là bất kỳ mà. N là bất kỳ và D là giá trị là như thế này. Đây. Cho nên là N là một số là ước số của 320 thì là không sao. N là không phải ước 320 thì bị lỗi ngay. Sửa lại như sau. Chúng ta làm rất nhanh thôi. Chúng ta sửa lại như sau. Chúng ta phải dùng ý nghĩa của biến nhớ. Bây giờ là ý nghĩa của biến nhớ này. Chúng ta phải làm thế nào sao cho là dùng được tối đa. Nhớ. Chúng ta chú ý nhé. Ở đây này. Chúng ta sẽ không lên này nữa. Bỏ lên này ra. Sai lên này này. Này bị sai này. Đó. Chỗ là ở đây nhá. Chúng ta sẽ phải đây là chỗ là trước khi chúng ta bắt đầu tô màu, chúng ta sẽ lưu lại cái tọa độ của cái ô đó, vị trí của cái bút vẽ. Khi mà vẽ xong chuyển cái đó. Nó đúng tuyệt đối. Nhưng mà chúng ta sẽ làm sửa lại một chút. Cho nên là chỗ khó nhất của cuộc này. Giờ chúng ta làm xong là chúng ta sẽ hai bên nhớ là x và y nhé. Ổn quá. Ai nhỉ? Để tắt đây nha. Rồi. Bây giờ vừa tạo thêm hai biến nhớ là x và y. Chỗ này là chỗ quan trọng đây. Chỗ này là chỗ mà nhiều bạn làm sai chỗ này đây. Ở chỗ này nó sai bởi vì khi mà d nó không phải là một cái làm một số chẵn là số lẻ. Cho nên là cái múp mà thì đúng là lệ repeat này này. Lệ repeat này nó chỉ áp dụng cho số chẵn, số lập chẵn thôi, là một số không phải là một số nguyên thôi, là số lẻ không được. Cho nên khi chúng ta dùng lệnh repeat này thì nó sẽ không chính xác lắm, và khi chúng ta dùng lệnh này là nó sẽ bị sai. Và bây giờ chúng ta phải làm như sau. Chúng ta tạo hai cái biến nhớ là x và y, và trước khi mà chúng ta là tô màu thì chúng ta lưu lại cái tọa độ của cái vị trí bút vẽ, lưu lại bằng cách bằng lệnh này. Bằng lệnh chúng ta sẽ lưu là x thì là x position, được chưa? Và y là đây đó. Và trước khi mà vẽ, trước khi tô màu, chúng ta đưa vào đây. Đó. Như vậy là trước khi tô màu nhá. Đây này. Tô màu đây này. Chúng ta đặt x, y là cái vị trí ban đầu của bút vẽ trước khi tô màu. Sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh gì? Dùng cái lệnh là go to x, y, và chúng ta sẽ go tới vị trí đó. Đây, vị trí này. Đó. Và chúng ta sẽ di chuyển tới vị trí là x, y. Làm như này nó sẽ bảo đảm chính xác, không bị lỗi như lỗi nữa. Vậy là lẻ chúng ta vẫn làm được. Đó. Mà chúng ta sửa chỗ này lại nhé. Chỗ này sửa lại một chút làm cho chỉ nó rất đẹp. Sửa lại như sau. Là chúng ta sẽ nhắc lại này. Là chúng ta tạo thêm hai biến nhớ. Ý nghĩa biến nhớ rất quan trọng. Hai biến nhớ là x và y. Đó.
và chúng ta sẽ chạy thử nhé. Trước khi chúng ta tô màu, chúng ta đặt xi là cái tọa độ, là vị trí của cái bút vẽ. Tô màu xong, chúng ta go to vẽ xi. Đó, chạy thử nhé. Chạy thử vẽ N17 này. Chính xác hoàn toàn, bia là N bao nhiêu, chính xác N27. Chính xác, và tốc độ rất là nhanh. N bằng 11 là những số lẻ được chính xác cả. Được chưa? Đó, thì bây giờ như vậy chúng ta vừa mới làm xong cái bài tập mà đây là chính bắt đầu từ cái bài tập vẽ lưới bình thường thôi. Chúng ta tổng quát hóa lên, và bây giờ chúng ta tạo ra được một cái chương trình là hoàn chỉnh. Bài này chính là cái bài mà vẽ lưới bàn cờ tổng quát N là bất kỳ nhé. Và đây chính là cái lời giải. Nếu mà làm đúng cái này thì được điểm tuyệt đối cho cái đề thi sơ khảo năm ngoái nhé. Bây giờ thầy sẽ lưu cái này lại. Chúng ta cái bài hôm nay là vẽ lưới, thì chúng ta nhớ nhé, vẽ lưới bàn cờ tổng quát. Được chưa? Vẽ lưới bàn cờ tổng quát. Đó, đây chính là cái bài mà là cái bài năm ngoái đấy nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Thế được, nếu bạn nào mà chưa hiểu thì chúng ta sẽ về nhà chúng ta xem lại một chút cái lệnh này, cái chương trình này, chúng ta sẽ hiểu, xem lại video này. Tức là chúng ta nhớ lại, chúng ta xuất phát từ một cái lệnh rất đơn giản là vẽ bàn cờ bình thường. Đây, vẽ lưới bình thường này. Đây là vẽ lưới không, vẽ lưới gốc này nhá. Sau chúng ta tổng quát lên là vẽ lưới tổng quát đây. Xong vẽ lưới N ở đây. Và chúng ta cứ mỗi lần chúng ta cứ tổng quát dần ra đến vấn đề cái bài này, là cái bài cuối cùng của buổi hôm nay, của cái bài này. Được chưa? Đó, để chúng ta chú ý nhá. Mình tập ghi lại lần nữa. Được rồi. Nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm sang chủ đề khác, vẫn là vẽ hình nhưng vẫn là sang một chủ đề khác nhé. Sang chủ đề khác. Bây giờ thầy mới xong cái chủ đề rồi, thầy biết thầy lưu cái file mới mà chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một chủ đề khác. À, về cái vẽ lưới bàn cờ này, vẽ lưới này tôi nói thêm là chúng ta có thể tổng quát nữa thì các bạn về nhà làm nhé. Tổng quát lên là không phải là cái bàn cờ vuông N như N, mà bàn cờ có thể là N, M như N. Tức là cái chiều ngang đó là N phần tử, N cái ô vuông, chiều cao là M. Thì chúng ta có thể tổng quát cái bài lên là vẽ lưới M như N bất kỳ. Tất nhiên là M và N là không thể bất kỳ được, mà nó phải M, N nó phải tỷ lệ với cái chiều rộng, chiều cao và chiều rộng của màn hình của Scratch. Đó là bằng tỷ lệ là 3, 1 là 360 trên 480. Là tỷ lệ của nó là tỷ lệ là 3/4. Thì nếu mà M, N là có tỷ lệ 3/4 thì chúng ta có thể vẽ được cái lưới tổng quát M nhân N. Đó, các bạn chú ý nhé, về nhà có thể làm tập đó. Rồi bây chúng ta lưu xong cái bài mới và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái thủ thuật vẽ hình khác cũng rất quan trọng. Tức là chúng ta sẽ cùng nhau học vẽ nhanh các cái hình tròn, rồi là hình vuông rồi nhé. Cái hình vuông và lưới ô vuông, bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình tròn. Thì trong thực tế có rất rất nhiều bài tập liên quan đến hình tròn. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách vẽ hình tròn. Từ hình tròn chúng ta sẽ học cách vẽ các cái cung tròn, thấy rất quan trọng. Từ cung tròn chúng ta sẽ vẽ sang cái học tổng quát để vẽ được một cái cánh hoa, một cánh hoa có hai đầu là tròn. Và cái cánh hoa là hai cung tròn cùng lại này làm một cánh hoa. Như vậy là có đường tròn, cung tròn và cánh hoa, và chúng ta sẽ học kia cùng nhau để chúng ta làm kia cùng nhau để tìm hiểu cách làm nó nhé. Nếu chúng ta vẽ một hình tròn thì dễ rồi, vẽ một cái cung tròn cũng dễ, vẽ một cái cánh hoa cũng dễ, nhưng mà làm sao cho tổng quát hóa được thì là cái khó. Thì thầy muốn các bạn sẽ học hôm nay, học cùng với thầy để chúng ta sẽ tìm cách là tổng quát hóa và trừu tượng hóa lên nhé. Rồi đầu tiên là hình tròn. Thì chúng ta bây giờ chúng ta có thể vẽ hình tròn đây, bây giờ thầy lại ra từ đầu nhé. Thầy sẽ như vậy, cũng như là bài trước, thầy sẽ làm như này. Thầy sẽ đầu tiên đặt chế độ cho cái bút vẽ nó ẩn đi này. Đầu tiên đặt chế độ cũng như bài trước, chúng ta đặt cho bút vẽ nó ẩn đi nhé. Ẩn đi này.
Rồi sau chúng ta sẽ dùng cái lệnh này để chúng ta sẽ xóa tất cả. Xóa tất cả đây này. Và chúng ta đặt chế độ bút vẽ này. Pen up này. Và đặt chế độ màu này. Đặt chế độ bút vẽ. Nhắc lại lần nữa các bạn nên đặt chế độ, nên đặt cái độ bão hòa saturation và cái độ sáng tối là đặt maximum. Thì bây giờ màu rất là chuẩn, màu rất là chuẩn. Đó nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta nhớ lại cái cách nhà vẽ mà cái đường tròn thì đây cái đường tròn nó là như này. Tổng quát cái vẽ đường tròn chẳng qua trong Scratch không có lệnh vẽ đường tròn. Cho nên là bản chất cái vẽ đường tròn trong Scratch là vẽ một cái đa giác đều n cạnh, n rất lớn, n bằng 20, 30 gì đó thì nó sẽ thành ra là hình tròn thôi. Đây, chúng ta làm thử nhé. Đây, chúng ta làm thử vẽ một cái lệnh này. Đây. Chúng ta có thể vẽ một cái, ví dụ như là ta vẽ một cái đa giác là 50 cạnh chẳng hạn. Dùng cái lệnh là move như thế này. Và thơn trái lặp 50 lần và thơn trái bao nhiêu, thơn trái cái góc này là nhân cái này là phải là 360. Vậy suy ra cái này chính là cách làm cái này, đây sẽ ra là nó phải chia cái chỗ này là nó phải chia là 360 chia cho 15. Đấy, thì đây là cái cách đây là cái bài này là cái bài chỗ này là cách vẽ một cái đa giác đều tổng quát. Mà đa giác đều thầy sẽ nói chuyện với các bạn sau nhé, sau buổi sau. Sau buổi sau nữa thì chúng ta mới động đến con bây giờ. Hôm nay là chúng ta làm quen với cái lệnh là vẽ đường tròn. Chẳng qua là vẽ một cái đa giác đều số cạnh lớn. Đây, số cạnh như này. 50 này. 50 thì đây là múp, đây chính là độ dài của cái đa giác đều đó nhé. Thì để con mèo nó ở đây rồi nhé. Thì để luôn là 2 chẳng hạn, ta sẽ chạy thử nhé. Có thể ta tạo một cái block là vẽ được chưa một được cho đơn giản nhé, đơn giản một. Đây thì bắt đầu vẽ là thầy cho nó pen down xuống, pen up đây. Không đặt chặt cái vị trí bắt đầu nhé, hướng không đặt, vậy ta cứ vẽ đã, thử này xem nó có vẽ được không nhé. Đầu tiên là vẽ chọn một nhé. Ủa, tôi vẽ được đi đâu xa nhỉ? Move đâu rồi, biến là nó bé quá đúng không? Thế là cái này là 5 đi. Đấy, đây là cái này là 5 hay là 10 đi. Hacker của ơi, hacker là ấy rồi, trời ơi, cậu này đúng là hacker. Có cái nào cho cậu đang nghỉ nhỉ? Remove nhé. Hacker. Thế sao nhé? Rồi đây này, vẽ tròn này, đây nhá. Đó, thì như vậy là cách vẽ đường tròn nhé. Nhưng mà đây là tổng quát, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cái đường tròn là cho hợp lý nhất, thì vẽ như này. Cách làm như này, chúng ta sẽ cho nó lặp là 360 cho nó dễ thành hình vòng tròn. Và ở chỗ này sẽ đặt là 1. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ cái này mình sẽ để là để 2 chẳng hạn. Để thử nhé. Đây, đấy. Mấy cái đường tròn đấy, thấy không nào? Bây giờ muốn cho nó vẽ nhanh nhá. Muốn cho vẽ nhanh thì thầy sẽ đặt như sau. Đây, muốn cho vẽ nhanh thì đặt lại là edit, sửa lại nên là vẽ nhanh. Đấy. Thế như vậy đây là một cái thủ tục đơn giản nhất chúng ta vẽ đường tròn. Nhắc lại này, là chúng ta bắt đầu ở vị trí tôi không biết trước bất cứ chỗ nào cũng được.
ở chỗ này tôi mới chơi được hướng 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 là làm bất kỳ. Đây tôi đặt là lại chế độ ở đây nhé, vì là bắt đầu ở đây là hướng là bất kỳ đi nhé. Đây hướng này point direction bất kỳ đi, bất kỳ đây có thể qua đây là bất kỳ nhé. Và vị trí ban đầu go to SE cũng là bất kỳ, go to SE cũng là bất kỳ tạm thời đấy nhé. Thì để ở đây cho ta hình dung rồi thôi nhé. Đây là trừ x là không đi. Được chưa? Thì vẽ đường tròn đây. Vẽ nhanh này. Đấy, nhanh nhé. Đấy, nhanh nhé. Như vậy đây là cái bài đầu tiên. Thế bây giờ thầy sẽ chúng ta cùng nhau chúng ta sẽ tổng quát hơn một chút cái việc vẽ đường tròn. Đấy. Vẽ đường tròn thì chúng ta phải tổng quát cái gì thì theo thầy ta phải tổng quát như thế này này. Chúng ta phải tổng quát theo cái hướng là một là chúng ta phải vẽ biết được cái bán kính của vòng tròn. Cái đó là cái rất quan trọng. Biết được bán kính của vòng tròn. Và cái thứ hai là có thể biết được cái tâm của vòng tròn. Được chưa? Đấy thì chúng ta cùng nhau thiết kế một cái thủ tục thứ hai là quan trọng hơn là vẽ một vòng tròn biết tâm và bán kính. Đó là cái rất quan trọng. Tâm và bán kính. Được chưa? Còn hướng ban đầu chúng ta chưa xác định, ta chỉ biết là cho trước tâm và bán kính, tâm và bán kính chúng ta sẽ vẽ ra cái vòng tròn. Thì cái bài này là thầy chúng ta cùng nhau thiết kế thì cái bài vẽ tâm này vẽ vòng tròn biết tâm bán kính thì nếu học sinh cấp 2 trở lên thì rất là dễ dàng, nhưng học sinh tiểu học rất là khó. Bây giờ thầy sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế ra một vài thủ tục vẽ đường tròn biết tâm và bán kính. Nhưng mà với cái trình độ như tiểu học thôi nhá, chúng ta cùng nhau làm cái đó nhé. Thì các bạn nhớ cái này, ta dùng cái này dùng rất nhiều trong rất nhiều trường hợp khác nhau, trong các bài tập vẽ hình khác nhau cần rất là nhiều. Chúng ta cùng làm thử nhé. Cái lệnh đầu tiên mà chúng ta muốn làm là như sau: biết tâm và bán kính. Chúng ta sẽ go to đến tâm, sau chúng ta sẽ mà vậy sau chúng ta sẽ di chuyển về chúng ta sẽ di chuyển về một về bất kỳ về cái di chuyển là một đoạn là R. Nhưng mà làm như sau, chúng ta sẽ di chuyển là R trừ 1 thì chúng ta pen up, xong pen down xuống chúng ta vẽ chiều dài là R là 1, và chúng ta xoay bên sang bên trái là 1 độ, lại vẽ như vậy, lùi xuống lại vẽ cứ như vậy, vẽ là 360 vòng thì là xong. Như vậy là cách thứ nhất nhé. Cách thứ nhất là như sau, chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục là vẽ đường tròn một đi. Chúng ta sẽ có một là biết bán kính là R, và cái thứ hai là tâm x và y. Thì đây là cái thủ tục rất quan trọng. Rất quan trọng, chúng ta sẽ phải nhớ. Các bạn đã từng mà đi thi thì ta phải học thuộc lòng cái thủ tục này. Thì hôm nay thầy dạy các bạn là có hai cách làm, hai cái thủ tục rất quan trọng để các bạn cần phải nhớ và sẽ dùng. Hai cái này là dùng ở nhiều nơi, nhiều chỗ khác nhau, mà trong tất cả các bài tập khác nhau là dùng nó rất nhiều. Rồi, cái thứ nhất là như sau, chúng ta đến tâm, chuyển đến tâm trước và chúng ta sẽ làm đây. Thứ nhất đến sau nhé, vẫn là pen up nhé. Ta nhớ là chúng ta đầu tiên chúng ta di chuyển đến tâm x, được chưa? Sau đó như sau, chúng ta sẽ lặp là 360 được chưa? Thôi vòng. Chúng ta như sau, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ, chúng ta pen down xuống, vẽ xong thì lại pen up lên nhé. Yeah. Chủ đề vẽ vẽ này thì các bạn vẽ như sau, vẽ mẹo đấy. Chúng ta sẽ di chuyển về phía trước theo hướng đó, di chuyển về phía trước thì vẫn là pen up nhé. Yeah. Di chuyển bao nhiêu, di chuyển là R trừ 1. Đấy, chúng ta cái lần chỗ này là mẹo đấy, chúng ta di chuyển là R trừ đi 1.
nha. Thầy cho ra rồi đấy, thầy cho bạn này ra rồi, chưa lấy ra. Hacker, hack, bạn này ra rồi các bạn nhỉ? Bạn này bạn đổi tên hay sao? Bạn này đổi tên mất rồi. Rồi được, thầy thầy gọi nghe nhé. À, vẫn là pen up này, vẫn là pen up này, thầy sẽ em bắt đầu từ tâm này. Thì đi về phía hướng đang có này, một đoạn là R chữ 1, không vẫn là pen up. Sau đó thầy pen down, pen down, pen down rồi thầy sẽ đi tiếp về phía trước đó là 1. Đó, như vậy là vẽ được chọn là 1. Khi mà vẽ được 1 rồi thì thầy pen up nó lên, pen up lên, để lại nâng bút lên. Sau thầy lùi lại, thầy move lùi lại, thầy move trở lại về tâm. Lùi lại là cái gì? Thì move vào, thầy move vào là trừ R. Trừ R. Đây. Trừ R. Trừ. Trừ R. Đấy. Và khi về rồi thầy, sau đó thầy sẽ xoay sang bên trái là 1 độ. Xoay sang bên trái là 1 độ thì vừa vặn là xoay đúng là 360 vòng thì là xong, xong hình tròn. Được chưa? Hình này thầy sẽ vẽ là nó là chế độ, nó là vẽ nhanh. Đấy. Bây giờ thầy thử nhá. Đây. Giờ thầy thử này, vẽ đường tròn này. Một này. Bán kính là 100 này. Tâm là 0. Tâm là 0. 0. Thầy thử nhá. Đấy, vẽ được rồi đấy. Thầy 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 chơi lại nhá. Tâm là trừ 50. 0. Thấy không nào? Đấy, như vậy là chúng ta vừa mới có một cái thủ tục rất quan trọng là vẽ đường tròn bắt đầu từ vị trí nào đó thì không biết, nhưng mà nó phải vẽ được là với tâm cho trước, là xi đây bằng kính R cho trước. Đấy, rất quan trọng để chúng ta chú ý nhé. Đấy, bây giờ cái này các bạn phải nhớ nhé, các bạn đừng quên cái này nhé, cái này rất quan trọng. Bây giờ thầy sẽ làm tiếp sang cái thủ tục thứ hai. Cách làm thứ hai, hai cái làm mà đều hay rồi hay cả, thì làm tiếp cái làm thứ hai nhé, để chúng ta cùng xem nhé. Vẽ đường tròn hai cũng như vậy là biết bán kính trước và gõ thêm tâm là x y. Được chưa? Vẫn để vẽ nhanh đây. Đường tròn 2 nhé. Đây thì sẽ cho cái đường tròn 2 này vào. Thầy sẽ vẽ nó là bằng kính là 70 đi dài là tầm là 0,0 ví dụ thế nhé. Rồi. Cái làm này là như thế này nhé. Là như sau này. Thì chúng ta sẽ chỗ này thì khó nhé. Đây thì làm như sau này. Cái bài này là cái này là suy từ cái hai này là suy từ cách vẽ một cái đa giác đều, là với cạnh là 360. Thì làm như sau nhá. Thầy biết bạn ở đâu mà đuổi, thầy bạn ở đâu mất rồi chứ hả? Hacker có thấy đâu nào? Có thấy đâu? Hacker đây. Hacker. Bạn này đổi tên mất rồi, thôi. Nhưng việc bạn chú ý nhé. Chúng ta sẽ vẽ như sau này. Các bạn chú quan sát này. Cái làm này là chúng ta sẽ vẽ từ cái hướng mà chúng ta đang có. Bắt đầu vẽ từ đó. Hướng này nhé, chúng ta bắt đầu đi gì này. Vẽ một cái đa giác đều. 360 cạnh. Đây, chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ go to đến x và y trước nhé. X và y. Đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lập 360 độ, 360 cạnh, vẽ cái hình 360 cạnh. Đấy. Và như vậy, chúng ta đi phía trước và sau đó là xoay. Tôi là lại xoay trước nhé, xoay 1 độ này. Xoay là 1 độ. Được chưa? Rồi, và ở chỗ này chúng ta cái hình ở đây chúng ta muốn là chúng ta đây chúng ta sẽ phải xoay sang trái
ở chỗ này chúng ta phải xoay sang trái. Xoay sang trái là 90 độ để nó bắt đầu nó vẽ. Để bắt đầu nó vẽ nhé. Bắt đầu nó vẽ. Và khi mà chúng ta xoay vẽ xong thì chúng ta sẽ phải trả lại. Chúng ta sẽ phải trả lại bằng lệnh là thơn phải 90 độ để cho nó quay trở lại vị trí cũ chúng ta muốn. Vì đây là cái thủ tục mà tôi không muốn động vào cái không muốn động vào hướng khi mà trước khi quay và trước khi sau. Thì chúng ta sẽ bạn nào đây đấy. Tôi sau nhé, tôi xử lý sau nhé. Đây. Chúng ta chú ý một chút nhé, chúng ta hơi khó đấy. Cái bán kính là nó là R, nó là R. Chúng ta đi một vòng. Chúng ta đi một vòng chúng ta đi một vòng thì là hết bao nhiêu? Là hết chu vi của vòng tròn. Các bạn chú ý là cái chu vi của một vòng tròn là 2πr. Đây, chúng ta chú ý nhé. Đây chúng ta làm một phép tính nhé. Đi hết cái vòng tròn là sẽ là 2πr, đúng không nào? Là 2πr. Đây có lẽ tôi để từ một chút nhé, để tôi chỗ này tôi làm. Đợi tôi một chút. Đây nhân từ của các bạn ta vào đây tôi xem một tí nhé. Đây nhé. Cái chu vi nhé. Chu vi nhé. Chu vi của vòng tròn này. Chu vi của vòng tròn là 2pi. 2pi nhân với R. Đúng không nào? Nhưng mà chúng ta sẽ đi làm 2pi nhân R chu vi. Nhưng mà chúng ta chỉ đi là 1 độ thôi, là 1 trên 360. Cho nên chúng ta sẽ chỉ đi như này thôi. Chúng ta sẽ chỉ đi một lần, chúng ta chỉ đi là 2pi nhân với R và chia cho bao nhiêu? Và chia cho 360. Đấy, 360. Thì như vậy nó sẽ bằng là pi nhân với pi nhân với R chia cho 180. Đây chính là cái đoạn thẳng chúng ta cần phải làm đây. Đây là chu vi nhé, còn đây là cái cạnh. Cạnh có thể vẽ là pi nhân R chia 180. Vậy suy ra cái này nhé, vậy suy ra là như thế này. Đây chúng ta lại quay lại. Rồi. Ở đây nhé. Ở đây chúng ta sẽ phải dùng lệnh move đi về phía trước. Đây, đi về phía trước là bao nhiêu? Đấy, đi về trước là một đoạn này là pi nhân với R chia cho 180. Pi sẽ là 3.14. Chúng ta biết rồi. 3.14. Các bạn biết rồi. Nhé. Thì theo đây là R. R. Tất cả chia cho 180. Đây, chia cho 180. Đây chính là cạnh ta phải bị di chuyển này. Đó. Thì đây chính là cái đoạn thẳng mà đây là cái chương trình mà chúng ta sẽ đi. Đây là chia cho 180. 180. Là gì? Là mỗi lần đi chúng ta bước đi một bước là pi nhân với R chia 180 và xoay là 1 độ và tổng thể là 360 độ. Thì 360 độ thì là đi xong một cái vòng tròn và khi làm xong vòng tròn ta trả lại 90 độ trở về đây. Mình ta thay cho chạy thử lại nhé. Chạy thử này. Chúng ta chưa đặt chế độ pen down, pen up. Pen down sẽ nằm ở đây nhé. Pen up sẽ nằm ở đây. Chạy thử nhé. Đấy, chính xác nhé. Bây giờ để chỗ này là 100 chẳng hạn. Chúng ta muốn thành như thế này. Đấy. Vòng tròn 2. Nó mới lệch đi nhỉ. Tâm của bạn nó mới không chưa chính xác lắm đúng không?
go to tâm. Xin lỗi các bạn cho này mà chưa đúng nhé. Tức là vòng tròn đây này, chúng ta đây là tâm thôi, sau đó chúng ta sẽ phải move về phía trước, error quên mất. Move phía trước thì nó mới đúng. Đây vòng tròn này nhá, chúng ta sẽ đi tiếp lên phía trước là error. Thì nó mới đúng này, đúng rồi đấy. Đấy, chính xác là tâm chưa? Đấy, các bạn về xong kỹ lại cái này nhá. Nhưng mà đây chính là cái lệnh, cái thủ tục thứ hai rất quan trọng. Chúng ta thầy muốn các bạn sẽ về nhà sẽ học xem kỹ lại hai thủ tục này nhé. Đây là vẽ được tròn 1, vẽ được tròn 2. Vẽ được tròn 1 là cách thử vẽ theo kiểu là mẹo từ tâm. Chúng ta đi ra R tròn 1, xong vẽ R, vẽ 1, xong xoay thụt về, quay lên, thụt đi lên xuống, xoay một vòng là xong. Cách thứ hai là hay hơn, là mà có đọc hơn, là chúng ta vẽ một cái hình đa giác đều 360 cạnh. Thì mỗi một cái đa cạnh như vậy là bằng bao nhiêu? Là bằng chu vi của cái hình này, tròn này chia cho 360. Chu vi của nó là 2πr chia 360, vậy suy ra là một đa cạnh nó là 3.14, tức là pi nhân r chia 180. Đó, thì nó ra cái số này này. Cái này là học sinh tiểu học có thể vẫn hiểu được, chứ không mà chỉ có học sinh cấp 2 là hiểu được rồi. Thì đây chính là cái chương trình mà hai này chúng ta nhớ nhé. Chúng ta nhớ và chúng ta sẽ dùng nó cho rất nhiều bài tập, cho rất nhiều các bài tập liên quan đến vẽ hình. Thì được chưa? Bìa là hết giờ rồi thì chúng ta phải nghỉ thôi. Cái đấy thứ năm chúng ta sẽ học tiếp nhé. Thứ năm chúng ta sẽ học tiếp cái chủ đề này. Lớp mình nhà mà bạn này tôi thấy ghi lại là vẽ đường tròn. Rất quan trọng luôn nhé. Vẽ đường tròn rất quan trọng. Lớp mình các bạn có hình dung được gì không nhỉ? Để buổi sau tôi sẽ nhờ bạn nào đó là cho bạn hacker ra khỏi lớp thôi. Bạn hacker thì không chịu học cái gì cả. Bây giờ sau buổi này thì tôi sẽ đưa cái video này lên một cái vị trí trên mạng, các bạn có thể tải về được chưa? Và bản thân video này tôi cũng đưa lên YouTube luôn để các bạn có thể xem được. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Mà buổi sau là thứ năm, chúng ta sẽ làm học tiếp cái chủ đề này nhé. Lớp mình có ai hỏi gì không? Vì tôi chúng ta nghỉ nhá. Thì tôi thu lại, tôi ghi lại video đã. Đâu chỗ nào nhỉ? Chỗ nào video chỗ nào? Để stop video đấy nhé.